Thưa ông Nguyễn Thanh Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Điều Ốc Sách Toàn Cầu. Kính thưa ông Dương Văn Nhiên, Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa. Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể anh chị em trong công ty Điều Ốc Sách Toàn Cầu và tất cả các quý đối tác hôm nay có mặt tại buổi công bố ra mắt về thì công ty công nghệ số của chúng ta. Tôi thật sự rất là vui hôm nay được dự một cái sự kiện hết sức trọng đại, và tôi nghĩ rằng Địa Ốc Xanh Toàn Cầu sẽ còn nhiều những sự kiện hết sức trọng đại. Bởi lẽ công ty Địa Ốc Xanh Toàn Cầu hôm nay ra mắt cái công ty về công nghệ số của chúng ta. Đây là một trong những minh chứng để tiếp tục khẳng định vì sao là cái công ty chúng ta mang cái tên Địa Ốc Xanh Toàn Cầu. Đây chính là cửa ngõ đang vươn ra thế giới, và khẳng định cái Địa Ốc Xanh Toàn Cầu đang thực hiện đúng cái mục tiêu của mình là đang vươn ra thế giới. Vì cái công nghệ, hoặc là chúng ta gọi hiện nay đang thực hiện một cái công cuộc chuyển đổi số rất là mạnh mẽ mà chính phủ chúng ta đang triển khai một cách là rất là mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực. Trong đó chúng ta, công ty Địa Ốc Xanh Toàn Cầu đang đi tiên phong về cái công nghệ 4.0. Nói rằng công nghệ 4.0 nó là cái gì? Nó chính là trí tuệ nhân tạo. Nó là biến cái trí tuệ thông minh của con người chúng ta được mã hóa thông qua các cái phương tiện thông tin của chúng ta. Mà như chúng ta hiện nay đang ngồi ở nhà, muốn mua sắm bất kỳ một cái gì thì chúng ta lên mạng đều có. Thì tương ứng như vậy, Địa Ốc Xanh Toàn Cầu đang cho ra đời một cái ngân hàng về địa ốc, mà không những trong nước mà cả thế giới ấy, muốn hướng về Việt Nam, muốn để xây dựng một cái sự nghiệp ấy, mạnh mẽ ở Việt Nam trên nền tảng của cái Địa Ốc Xanh Toàn Cầu. Thì thông qua công nghệ số thì tất cả mọi người được điều tiếp cận và rút ngắn những cái cơ hội đầu tư có thể là rất hiệu quả. Ý thứ nhất, tôi muốn nói rằng đó là một cái niềm hạnh phúc của những đối tác của chúng ta khi chúng ta có một cái sân chơi, có một cái nơi để tiếp cận, để phát triển những ý tưởng của mình, để phát triển về cái kinh tế của một cái cơ sở, của một tổ chức, của một cá nhân thông qua cái công ty Địa Ốc Xanh Toàn Cầu, hay nói cách khác là thông qua cái công ty chuyển đổi số của chúng ta hôm nay. Thứ hai, tôi muốn nói lên một cái tình cảm rất đáng trân trọng. Tôi cũng được tham gia trong quân đội 45 năm, và lẽ ra khi về nghỉ thì mình sẽ nghỉ ngơi rất là thảnh thơi. Nhưng với tình cảm trách nhiệm của biết bao nhiêu thế hệ đã ngã xuống cho đất nước chúng ta được đơm hoa kết trái, được độc lập, và cho tất cả các cái tổ chức của chúng ta hôm nay đóng góp cái sức mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế, thì trong đó luôn luôn có cái sự tri ân của các thế hệ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp của chúng ta. Tôi rất trân trọng cái tình cảm của tập thể ban lãnh đạo, của tất cả anh chị em của công ty Địa Ốc Xanh Toàn Cầu đã toàn tâm, toàn ý. Không những chúng ta đã tạo ra được một lợi nhuận cho công ty, mà chúng ta luôn luôn hướng về những cái sự đóng góp của các thế hệ đã hy sinh cho cái sự nghiệp này bằng những cái hành động rất là cụ thể. Trước hết, đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thanh Nga đã tham gia vào Ủy viên Thường vụ của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ. Và bên cạnh đó, đó là một cái nền tảng, là một sức mạnh của cả một công ty. Và chúng ta đã có những cái đóng góp mà tôi sáng nay ngồi với đồng chí Lương Thanh Nghiền ấy, tôi có tâm sự. Một cái nét rất đặc biệt của công ty Địa Ốc Xanh Toàn Cầu đó là
hướng về những cái công việc thiện nguyện bằng những con số nói lên cái tấm lòng của đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty. Và trong đó tôi rất ấn tượng một cái mục tiêu mà công ty hướng tới, đó là sẽ phát triển và thực hiện cái mục tiêu là 1 triệu căn nhà tình nghĩa, mà hiện nay chúng ta đã làm được hàng trăm căn nhà rồi. Gần đây nhất đấy là, xin thưa với các vị khách quý, là công ty đã ủng hộ cho Sở Lao động Thương binh Xã hội để hướng về giúp đỡ 200 hộ gia đình nghèo và cận nghèo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, mà chúng ta đã trao trực tiếp đến cho các cái hộ gia đình. Mà ngày hôm kia tôi cũng được xem một cái hình ảnh mà người dân ở Củ Chi phát biểu rất là trân trọng, đó là gì? Nhận được cái món quà của Địa ốc Xanh Toàn Cầu. Tôi chỉ ước nguyện mong rằng tới đây sẽ không còn những cái gia đình nghèo như thế này nữa. Tức là chúng ta đang tiếp lên một cái sức mạnh, một cái nghị lực để vươn lên trong cái cuộc sống. Đó là một cái điều rất là đáng trân trọng. Chúng tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng cái kết quả của Địa ốc Xanh Toàn Cầu. Và điều thứ ba, tôi cũng rất là mong muốn trong cái sự phát triển của Địa ốc Xanh Toàn Cầu, hôm nay chúng ta cho ra mắt công bố thì công ty thứ 6. Nhưng mà tôi sẽ nghĩ công ty chúng ta với một cái sự đoàn kết như thế này, với một cái sự điều hành rất trí tuệ, rất trách nhiệm của Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngà, thì chúng ta sẽ trong tương lai sẽ còn sẽ ra đời nhiều những công ty nữa. Và tôi nghĩ rằng sức mạnh này, sứ mệnh này nó tùy thuộc vào cái sự đồng hành của tập thể, cái sự đoàn kết gắn bó. Và biết đâu đấy trong cái đội ngũ nhân viên của chúng ta sẽ còn những con người sẽ trở thành lãnh đạo. Vì chúng ta càng làm với bất động sản toàn cầu, làm tham gia trong cả công ty, thì chúng ta càng có nhiều kinh nghiệm, chúng ta sẽ càng có nhiều những cái phát minh nó tốt hơn, đúng không? Và chính đó là tạo nên cái sức mạnh để cùng với tập thể ban lãnh đạo hiện nay xây dựng cái công ty chúng ta ngày càng phát triển. Và xin chúc cho công ty Địa ốc Xanh Toàn Cầu nói chung và cái công ty bất động sản công nghệ của chúng ta hôm nay ra đời sẽ thành công trong, không phải là trong tương lai, mà ngay từ hôm nay chúng ta đã thành công rồi. Xin cảm ơn.